Xin chào tất cả các bác, chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh của Hoàng Long. Thế thì cái đèn năng lượng mặt trời thì hiện giờ thì nó cũng rất là phổ biến rồi, và em nghĩ là nó cũng có là quen thuộc với một số người. Và đương nhiên là khi mà nó đã phổ biến và quen thuộc thì nó lại phát sinh ra nhiều cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như có anh chị thì là thích đèn treo trong nhà, có người thì thích treo ngoài sân, có người thì thích đèn màu trắng, có người thích đèn màu vàng. Do vậy là để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của anh chị thì là một điều thực sự là không hề đơn giản. Và công ty Hoàng Long thì hiện tại là em cũng sẽ luôn luôn cải tiến và muốn cập nhật những cái mẫu mới nhất để làm sao mà đáp ứng được đa số tất cả các nhu cầu của anh chị. Và trong số đó thì có một cái mẫu đèn ốp trần 400W. Cái mẫu này nó rất là đặc biệt anh chị ạ, nó có thể thay đổi được màu sắc. Nên thì hôm nay trong cái video này em sẽ muốn giới thiệu và chia sẻ với anh chị về cái mẫu đèn là ốp trần ba màu ánh sáng hiện tại công ty Hoàng Long đang bán và phân phối. Thì mẫu đèn này có gì hay và có gì đặc biệt và nó phù hợp với những anh chị nào thì xin mời tất cả anh chị cùng bắt đầu và theo dõi video này với em nhé. Thì để đầu tiên, trước khi mà em giới thiệu chi tiết về cái mẫu này thì em sẽ nêu ra cái lý do mà tại sao nó lại sinh ra cái mẫu đèn này anh chị ạ. Thế thì cũng xuất phát từ nhu cầu của khách hàng thôi, vì là trong đèn lắp trong nhà, mẫu này sinh ra chuyên để lắp trong nhà. Thế thì có rất nhiều bác thích đèn màu trắng, nhưng có những anh chị là yêu cầu bảo là em làm cho các anh cái đèn nào mà ánh sáng nó vàng hoặc là nó sẽ trung tính, thì khi mà anh lắp trong nhà thì nó sẽ dịu mắt và cảm giác là ngôi nhà được ấm cúng. Đấy, thế thì xuất phát từ cái nhu cầu của khách hàng thì bên em cũng sẽ đáp ứng và chiều theo cái yêu cầu đó, thì đã sinh ra và đã làm ra cái mẫu đèn ốp trần 3 màu như thế này. Thế thì ưu điểm của cái mẫu đèn này là gì? Thì nghe cái tên gọi thì chắc là anh chị cũng đã đoán được phần nào. Thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là chúng ta có thể chỉnh được màu sắc theo ý thích. Thì hiện tại cái mẫu này là nó đang có 3 màu ánh sáng anh chị ạ. Màu thứ nhất là màu vàng, màu thứ hai là màu trắng, và màu thứ ba là trộn giữa màu trắng và màu vàng, thì người ta gọi là màu trung tính. Thì cái đèn này nó có cấu tạo gì, các tính năng hoặc là những vị trí nào chúng ta lắp phù hợp? Thì thứ nhất là anh chị có nhìn quan sát, em đã để sẵn một bộ đèn ốp trần 400W ở trên bàn đây. Thì nó sẽ gồm có hai phần chính, thứ nhất là phần thân đèn và thứ hai là phần tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, thế thì em sẽ phân tích vào từng cái cụ thể để cho anh chị biết. Thì thứ nhất là về tấm pin đi, vì em cái tấm pin này thì nó cũng khá là phổ biến và nó sử dụng chung rồi. Thì với cái mẫu đèn ốp trần 400W này thì hiện tại là công ty em đang trang bị cho mẫu này là một cái tấm pin cực kỳ to luôn anh chị ạ. Với kích thước chiều ngang này là 35 và chiều dài này là 70. Thế vì cái tấm pin này thì là tấm pin poly. Đấy, thế thì nhiều anh chị cũng hỏi là tấm pin poly mono là như thế nào. Thì tiện đây em cũng chia sẻ luôn, khi mà anh chị quan sát nhé, những cái tấm pin mà nó có màu hơi xanh xanh thì gọi là tấm pin poly, còn những cái tấm pin mono thì là tấm pin màu đen. Đấy, thì thực tế về cái hiệu suất thì cái tấm pin mono nó đắt hơn khá là nhiều so với cái tấm pin này, nhưng nó chỉ hơn là khi mà trời nó râm thôi anh chị ạ. Còn nếu mà khi mà trời nó nắng ấy thì cái tấm này thì nó lại tạo ra nhiều điện hơn so với cái tấm mono. Và cái kinh nghiệm để chúng ta chọn được cái tấm pin tốt thì đơn giản thôi, anh chị cứ chọn cái tấm pin nào to, và thứ hai là cái khoảng màu ở bên trong này nó kín, nó không bị trắng này, những cái phần trắng này là không tạo ra điện anh chị ạ. Thì chúng ta chọn những cái tấm pin mà nó khít, nó có nhiều cái viền xanh như này. Đấy, thì anh chị cứ chọn cái tấm pin đấy cho em. Cái thứ hai là khi mà anh chị đã chọn những cái dòng đèn mà trong nhà thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải chọn cái dòng nó có dây nối dài. Thì như thế này, ví dụ như cái tấm này là nó có dây 5m, thì để cho anh chị, giúp anh chị khi mà chúng ta treo đèn trong nhà thì tấm pin chúng ta để ngoài trời thì chúng ta có thể kết nối được đèn nó dễ dàng và thuận lợi. Thì đây là cái điểm mà lưu ý cho anh chị khi mà chúng ta chọn tấm pin. Thì tấm pin này nó là tấm pin 35x70, rất là lớn luôn. Thế tại sao nó phải trang bị một tấm pin lớn như thế? Bởi vì khi mà anh chị chọn đèn thì anh chị phải hiểu là cái tấm pin lớn thì mục tiêu là để nó sạc được cho cái thân đèn trong một cái khoảng thời gian nhanh nhất vào ban ngày. Thế thì với những cái chiếc đèn mà công suất to, ví dụ như 400W hoặc 500W, thì khi mà anh chị chọn thì anh chị nhớ là đã là chiếc đèn công suất to thì chắc chắn là pin lưu trữ nó cũng phải lớn, và khi pin lưu trữ lớn thì tấm pin cũng phải lớn. Thế còn trên thị trường hiện nay là nó có một số cái loại mà 1500W hoặc là 2000W đấy anh chị ạ, mà anh chị mua vậy anh chị để ý cái tấm pin nó có bé tí này, thì tất cả những cái dòng đấy là toàn là oát ảo thôi. Và khi mà những anh chị chưa có kinh nghiệm chúng ta chọn phải những cái đèn như thế thì đương nhiên là cái độ sáng nó rất là kém, cũng như cái thời gian sử dụng nó rất là nhanh hết pin. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà anh chị chọn về tấm pin. Thế còn một cái điều rất là quan trọng nữa, đó chính là cái thân đèn, và cũng là cái nhân vật chính mà em muốn nói nhiều đến trong cái video này. Thì đây là một cái mẫu hình, mẫu đèn ốp trần đấy, hình tròn anh chị ạ. Và anh chị khi mà nghe đến cái tên gọi thì chúng ta cũng phần nào đó tưởng tượng và nghĩ ra cái cách lắp đặt của nó rồi.
thì nó sẽ, khi mà anh chị lắp thì chúng ta sẽ ốp trực tiếp lên trần như thế này. Đấy, và trên này nếu có những cái lỗ mà để chúng ta bắt vít, thì khi nào mà nhà anh chị mà có những cái trần mà nó trần nhựa hoặc trần thạch cao đấy, thì chúng ta đều có thể sử dụng cái mẫu này. Chúng ta bắt vít trực tiếp lên trên trần và chúng ta sẽ chiếu xuống. Thì cái mẫu đèn này nó có ưu điểm là, thứ nhất là khi mà anh chị lắp như vậy thì cái độ sáng nó sẽ lan tỏa. Anh chị có thể tưởng tượng đây, tất cả chiếc led nó xếp thành một cái mặt phẳng như thế này thì nó sẽ lan tỏa sang khác các phía luôn. Thì khi mà lắp mẫu này thì là, thứ nhất là nó lan tỏa ánh sáng rất là đều trong phòng, và thứ hai là anh chị sẽ không bị chói mắt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Và để một chiếc đèn nó có thể tạo được ra 3 màu ánh sáng thì cái cấu tạo quan trọng nhất của nó chính là cái hệ thống chip led. Thì tiện đây em cũng sẽ mở cái nắp này ra cho anh chị xem. Cái nắp này thì chúng ta có thể mở được nhé anh chị nhé. Anh chị có thể quan sát với những cái mẫu đèn ốp trần thông thường thì cái hệ thống chip led của nó sẽ được xếp vào đây, và nó có cùng một màu sắc của chip led là màu trắng như thế này. Đấy, thì khi mà chúng ta bật thì nó chỉ có tạo ra một màu trắng thôi. Nhưng với những cái chiếc đèn ốp trần mà có 3 màu ánh sáng thì hệ thống chip led của nó sẽ gồm có 2 phần. Thứ nhất là phần led vàng, anh chị có thể quan sát, và thứ hai là phần led trắng. Thì những cái led này nó được xếp xen kẽ bên nhau đấy, và nó tạo ra một vòng tròn xung quanh một cái mặt phẳng này. Và khi mà chúng ta sử dụng đấy, thì chúng ta có thể sử dụng điều khiển để chúng ta tùy chỉnh cái độ sáng của từng con led. Thì nếu mà anh chị muốn chọn sang ánh sáng màu vàng ấy, thì chúng ta có thể ấn cái nút chữ Y này trên điều khiển này, thì tất cả những cái con led màu vàng đấy, nó sẽ phát sáng, và những con led màu trắng thì nó sẽ tắt đi. Đấy, còn khi mà chúng ta muốn bật sang chế độ màu trắng thì là những cái con led màu trắng nó sẽ bật lên, và những con led màu vàng thì nó sẽ tắt đi. Và một chế độ nữa là trung tính, thì là hai con led này nó cùng sáng và nó sẽ hòa quyện ánh sáng với nhau, thì nó sẽ tạo ra một cái màu sắc trung tính. Đấy, thì đây chính là cái nguyên lý mà cơ bản nhất mà em muốn chia sẻ cho anh chị hiểu về cái mẫu đèn ốp trần 4W này. Bởi vì cũng rất nhiều anh chị thắc mắc là thế tại sao mà một chiếc đèn mà nó này có thể nhiều màu sắc như vậy. Đấy, thì cái nguyên lý hoạt động của nó như thế. Thế còn như lúc nãy em nói, thì chiếc đèn nó có tấm pin to thì đương nhiên cái hệ thống pin bên trong nó cũng phải lớn thì nó mới đủ có thể nuôi và nó sẽ có thể phát sáng được suốt một đêm được. Thì hiện tại cái mẫu đèn ốp trần 400W này thì đang được bên công ty Hoàng Long trang bị là 6 viên pin, thì là sử dụng pin loại pin là 32650, thì dung lượng là 36.000 mAh. Và với cái dung lượng pin lớn như thế thì em sẽ cam kết cho anh chị là chiếc đèn này chúng ta có thể sử dụng và hoạt động liên tục tối thiểu là 12 tiếng đồng hồ trong suốt một đêm. Còn thực tế nếu anh chị có thể để cho nó chạy từ lúc mà nó căng điện, nó hết đợt căng pin nhất đến lúc nó cạn pin nhất, thì nó có thể chạy lên 16 hoặc là 17 tiếng đồng hồ liên tục. Và một cái điều nữa cũng lưu ý cho anh chị, khi mà chúng ta lựa chọn những cái dòng đèn nói chung và cái dòng đèn ốp trần nói riêng, thì anh chị nên chọn những cái dòng đèn đã là 400W chẳng hạn, thì nó phải có cái đường kính này nó lớn. Vì khi mà cái đường kính của đèn nó lớn thì là cái hệ thống chip led này nó mới nhiều và nó mới tỏa mạnh được. Ví dụ anh chị tưởng tượng khi mà chúng ta lắp như thế này đấy, thì cái phần này là cái phần phát sáng, thì cái đường kính này nó phải rộng thì nó mới có thể phát sáng mạnh và rộng ra được. Chứ nếu mà ví dụ nó bé thì chúng ta xếp không được nhiều led đấy, thì cái độ sáng của nó sẽ là rất là yếu. Thì tiện đây em cũng sẽ bật và sẽ hướng dẫn qua cho anh chị sử dụng cái điều khiển của chiếc đèn ốp trần này. Thì anh chị có thể quan sát khi mà chiếc đèn ốp trần này thì nó sẽ đi kèm một cái remote điều khiển như thế này. Thì remote này nó có tác dụng sử dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng bằng tay, chúng ta không cần sử dụng chế độ tự động, bởi vì mặc định là chiếc đèn này nó có chế độ tự động rồi, tức là buổi tối tự động sáng và ban ngày tự động tắt. Nhưng chúng ta không muốn sử dụng như thế thì chúng ta có thể sử dụng remote này. Thì trên này nó có nút on và nút off. Thì nút on là nút bật, em sẽ bật cho anh chị xem nhé. Đấy. Đấy, anh chị có thể nhìn đèn nó phát sáng này. Nút off là nút tắt. Đấy, thì là chúng ta sử dụng tắt. Ngoài ra thì cái chế độ hay nhất của cái đèn này đó chính là chỉnh 3 màu ánh sáng. Thì khi mà anh chị muốn bật màu sáng trắng thì chạm, thì anh chị hãy chọn được cái nút V kép này. Đấy, thì ấn vào nút đây này, thì đèn nó sẽ màu trắng. Và khi muốn chuyển sang chế độ màu vàng thì chúng ta ấn nút Y ở trên điều khiển nhé. Đấy, anh chị nhìn đây, nó đã chuyển ngay sang màu vàng. Và khi mà anh chị muốn màu trung tính thì chúng ta ấn cái nút tròn tròn ở giữa này. Đấy, thì chúng ta ấn vào đây, thì hai cái màu nó cùng kết hợp lại thì nó sẽ tạo ra màu trung tính để cho anh chị sử dụng. Ngoài ra thì cái này nó có tăng giảm độ sáng được nữa. Ví dụ đây là 50 này, đây là 100 này. Đấy, và các nút hẹn giờ, 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ thì nó cũng giống như những cái mẫu đèn thông thường thôi. Đấy, thì cái điều khiển này khi mà anh chị mua về chúng ta sử dụng một vài hôm là chúng ta sẽ quen và cảm thấy nó rất là dễ dàng. Em nghĩ là như vậy. Có một số anh chị thì khi mà mua thì rất là quan tâm về cái chế độ bảo hành của chiếc đèn này cũng như là chế độ bảo hành của công ty Hoàng Long. Thì hiện tại cái sản phẩm này đang được bên em bảo hành chính hãng cho cái tấm pin. Anh chị sử dụng tấm pin là 5 năm anh chị nhé.
và cái thân đèn này sẽ là 2 năm. Và khi anh chị mua thì sẽ có kèm sẵn cái phiếu bảo hành chính hãng của công ty Hoàng Long. Ở trên đây thì bên em có để số điện thoại và địa chỉ công ty rõ ràng. Đấy, tất cả các chế độ cũng như là đằng sau thì sẽ có hướng dẫn lắp đặt sử dụng cho anh chị. Nên là anh chị khi mà mua thì chúng ta chọn những cái đèn này thì bỏ ra đồng tiền thì nó rất là xứng đáng. Bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta mua được chiếc đèn nó tốt thì cái dịch vụ mà bảo hành hậu mãi cũng như hỗ trợ cho anh chị sau này thì cũng nó cũng rất là dễ dàng và nó rõ ràng luôn. Thì trên đây em đã chia sẻ cho anh chị về cái mẫu đèn ốp trần 3 màu ánh sáng. Mẫu này rất là đẹp và em cũng thấy là rất nhiều anh chị ưa thích. Thì nếu anh chị có bất kỳ cái câu hỏi nào thêm muốn em tư vấn chi tiết hơn về cái mẫu này thì anh chị có thể liên hệ với lại bên công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là anh chị có thể truy cập vào trang web hoanglongsolar.com. Đấy, thì trên trang web em đã để sẵn cái thông số của sản phẩm cũng như là giá bán công khai chi tiết tại từng thời điểm anh chị lựa chọn. Và cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Nếu anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì rất là mong anh chị hãy ủng hộ cho em cũng như kênh Hoàng Long một lượt like hoặc một lượt đăng ký. Và cảm ơn tất cả anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.